Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin người nổi tiếng. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin ca sĩ Thủy Bi là ai khi dám đối đầu dọa, sửa đẹp trăng trần. Thủy Bi, bà mẹ đơn thân và 6 năm cho một hành trình âm nhạc. Làm mẹ đơn thân, nhưng cuộc sống của nữ ca sĩ Thủy Bi không bao giờ đơn độc bởi luôn có hai con gái và bố mẹ đứng phía sau làm hậu thuẫn. Thủy Bi tên thật Trần Hà Thủy. Cô nàng là một ca sĩ người Hà Nội, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ra trong một gia đình trí thức tại Hà Nội, có bố mẹ đều làm ngành y nhưng lại rất có năng khiếu nghệ thuật. Tuy nhiên, tới tuổi trưởng thành, Trần Hà Thủy không được gia đình khuyến khích đi theo con đường ca hát, dù đó là mơ ước thuở thiếu thời của cô. Cứ theo lời của gia đình, con gái theo nghệ thuật sẽ vất vả và chịu nhiều nghiệt ngã, bố mẹ mong muốn Thủy Bi tập trung học hành và trở thành một bác sĩ như nghề nghiệp của bố mẹ, hoặc là một dân văn phòng chính hiệu. Vì chiều lòng bố mẹ, cô nàng đành gác ước mơ trở thành ca sĩ một bên, cô tập trung học tập và đi du học. Ở tuổi 20, người đẹp cũng như bao cô gái mộng mơ khác, lại thêm tính nghệ sĩ ẩn sâu trong máu. Có thể nói, Thủy Bi vừa lý trí, vừa bản năng trong tất cả các cư xử của mình. Và đó là những nội tâm vô cùng giằng xé mà chỉ chính bản thân cô mới hiểu được. Đó cũng chính là khoảng thời gian đẹp đẽ dù ẩn chứa nhiều sự chịu đựng, khi cô vừa phải làm tròn bổn phận làm con, vừa khát khao tới tận cùng niềm mong mỏi chưa khi nào thôi cháy trong mình. Đó là giấc mơ ca hát. Vì thế, cũng trong giai đoạn chất chứa nhiều giằng xé đó, Thủy Bi bước vào chuyện tình yêu như thể đó là một chỗ dựa tinh thần, là sự cứu vớt của bản thân. Chuyện tình yêu này đã mang đến cho cô một thiên thần nhỏ. Tuy nhiên, đứa bé đã không được chính thức thừa nhận, bởi cả cô và bạn trai lúc đó còn quá trẻ. Tương lai phía trước chưa biết ra sao. Nghiệt ngã hơn nữa, khi đang trong cuộc đấu tranh giữa việc giữ lại con hay từ bỏ để hướng đến tương lai thì Trần Hà Thủy được bác sĩ cho biết cô bị đa năng buồng trứng. Một căn bệnh sẽ khiến cho phụ nữ rất khó có con. Gạt qua sự chối bỏ của bạn trai, nghĩ con gái là món quà vô giá mà ông trời muốn thế, Thủy Bi đã quyết định giữ lại bào thai khi tuổi đời mới ngoài 20. Và may mắn thay, ý nguyện này của cô lại được gia đình vô cùng ủng hộ. Hiện tại, con gái của Thủy Bi đã 6 tuổi, hai mẹ con từng bước vượt qua mọi gian khó và nhọc nhằn để song hành bên nhau trong suốt 6 năm qua. Để có được điều này, Trần Hà Thủy chia sẻ, không dễ dàng gì để làm mẹ đơn thân khi mới ngoài 20 tuổi, nhưng may mắn vì gia đình đã luôn ở bên che chở và cùng cô chăm sóc con gái. Từ khi có con gái, Thủy Bi đã tạm không nghĩ đến việc một ngày được hát, được đứng trên sân khấu. Cô bỏ toàn thời gian và suy nghĩ vào con, những mong bù đắp những thiệt thòi cho đứa con gái không được cha thừa nhận. Điều khó khăn nhất tôi phải trải qua là làm bố, vì tôi vốn dĩ sinh ra là phụ nữ và thiên chức của tôi là làm mẹ. Chưa làm tròn vai này, đã phải đổi sang vai khác. Nhiều lúc cũng tự hỏi, không biết mình đã thực sự làm tròn trách nhiệm của mình chưa? Nữ ca sĩ từng chia sẻ khi khó khăn trong việc nuôi con một mình. Và trong 6 năm đó, không thể phủ nhận rằng, âm nhạc chính là người bạn duy nhất giúp cô vượt qua mọi cô đơn, thậm chí là cám dỗ. Sau những lúc chăm sóc con gái, rồi những phút giây trông chênh đến tận cùng, Thủy Bi trút mọi ưu phiền của mình vào âm nhạc. Cô tự đàn, tự hát và tự vượt qua mọi trở ngại của mình. Giờ đây, khi con gái đã lớn, Thủy Bi nhận thấy rằng, bên cạnh tình yêu dành cho con, cô còn có một tình yêu lớn không kém, đó là được thỏa sức vùng vẫy và gửi gắm mọi tâm sự của mình. Chỉ có âm nhạc mới giúp cô làm được điều đó, chỉ có âm nhạc mới giúp cô có sức mạnh. Cuộc gặp gỡ tình cờ với nhạc sĩ trẻ Thái Hà tại một phòng thu ngoài Hà Nội đã giúp cô có động lực hơn để thực hiện ước mơ của mình. Bài hát Em Vẫn Yêu Anh của Thái Hà như một câu chuyện nói về chính cuộc đời của Thủy Bi, vì thế, khi nghe nó, cô đã nằng nặc xin anh cho mình được hát. Tuy nhiên, đây là bài hát được Thái Hà viết riêng cho một bộ phim truyền hình, Trại Cá Sấu, phát trên kênh SCTV14, vì thế, Thủy Bi đã phải chờ đợi suốt 7 tháng trời. Sau khi bộ phim phát sóng và kết thúc thì mới có thể cầm được bản nhạc trên tay. Cô lập tức vào phòng thu, đồng thời lên kế hoạch cho ra mắt MV bài hát Em Vẫn Yêu Anh, như một cú chạm ngõ đầu tiên, khởi đầu cho chặng đường trước mắt, hiện thực hóa giấc mơ trở thành ca sĩ ngày nào. Em Vẫn Yêu Anh là câu chuyện gần giống với tâm tư của Thủy Bi, nhưng nó không hướng cụ thể vào người đàn ông nào cả. Chỉ đơn giản, anh ở đây là một chủ thể được hiểu như là tình yêu, và là lời khẳng định của Thủy Bi, rằng có thể chuyện tình cảm của cô không được may mắn, nhưng cô chưa khi nào hận cuộc đời. Hận đàn ông, mà với cô, yêu và được yêu vẫn là những cảm giác ngọt ngào nhất của người phụ nữ. MV Em Vẫn Yêu Anh sẽ được ra mắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2016, và là một lời chào mừng của Thủy Bi với sân khấu, âm nhạc. Tuy nhiên, cô cũng rất thẳng thắn thừa nhận, MV không phải là một siêu phẩm, và giọng hát của Thủy Bi không phải là một giọng ca hoàn hảo. Nhưng Em Vẫn Yêu Anh là sản phẩm đầu tiên đánh dấu những nỗ lực cũng như khát khao mà tuổi 20 cô đã tạm quên để thực hiện những thiên chức cao cả của một người phụ nữ. Người phụ nữ sống và yêu hết mình, nhưng tận cùng vẫn không bao giờ quên đam mê, cũng như mong muốn được hiện thực hóa giấc mơ của mình. MV Em Vẫn Yêu Anh, hiện thực hóa khát khao của một giấc mơ âm nhạc được bắt đầu sau những vụn vỡ và đè nén của tuổi xuân thì.
Với tôi ở tuổi nào mới bắt đầu cũng chưa bao giờ là muộn, chỉ cần bạn có đam mê và sống đúng với chính mình, Trần Hà Thủy chia sẻ. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền rầm rộ clip livestream của một nữ ca sĩ, nghệ danh là Thủy Bi. Trong livestream, Thủy Bi kể lại câu chuyện với một cô bạn cũ, là người mẫu tên Trang. Cô người mẫu tên Trang này trước nay nổi tiếng với những phát ngôn mạnh bạo, thậm chí bị cho là thô tục, thời gian gần đây cũng được chú ý bởi không ít lùm xùm. Câu chuyện bắt nguồn từ một dịp sinh nhật cũ của Thủy Bi. Khi ấy, cả nhóm bạn thân của Thủy Bi đi ba quẩy, trong đó có người mẫu tên Trang. Tất cả đều vui hết mình, tàn cuộc thì ai về nhà nấy. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô Trang không gọi cho Thủy Bi lúc 3 giờ sáng, kể bản thân đã mất 50 triệu đồng trong lúc vui chơi. Đáng chú ý, bạn trai Thủy Bi chính là người giữ túi sách cho các cô gái, để nhóm bạn có thể vui vẻ quẩy. Anh này khẳng định trong suốt thời gian giữ đồ, hoàn toàn không có ai động chạm đến những chiếc túi sách. Trước rắc rối, Thủy Bi cũng từng nghĩ tới việc bỏ tiền túi mình ra đưa cô Trang cho êm chuyện. Bởi lẽ, nữ ca sĩ thấy ái ngại khi bạn thân bị mất số tiền lớn ngay trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Tuy nhiên, bạn trai Thủy Bi không đồng ý trước hướng giải quyết này. Anh đã tìm cách liên hệ với quán bar, nhờ họ xuất camera an ninh để kiểm tra. Rất nhiều nhân viên của quán bar phải căng mắt 3 tiếng đồng hồ, không dám bỏ sót một giây nào để xem có ai động vào đống túi, đặc biệt là chiếc túi của cô Trang hay không. Tuy nhiên sự thật là chẳng có ai động vào cả. Khi quán bar giao lại cho Thủy Bi chiếc USB chứa clip 3 tiếng, bản thân cô cũng ngồi xem lại một lần nữa cho thực sự chắc chắn, nhưng hoàn toàn không thấy ai động chạm chiếc túi cô Trang. Lúc đó Bi được bàn giao lại cái USB đấy, lại đến lượt Bi, lại 3 tiếng đồng hồ ngồi xem. Rồi nguyên văn cũng không thấy có đoạn nào ai sờ vào bất kể một cái túi nào, đặc biệt là túi Trang. Sau đó, Bi mới gọi điện và nói, này mày một vừa hai phải thôi, mày tạo điều kiện cho người khác thế, mày quá đáng nó vừa thôi. Bản thân của tao cũng muối mặt với người ta. Cuối cùng là tao không thấy ai động vào túi của mày cả, mày kiểm tra lại đi. Rồi Bi nhận lại câu, thôi tao cần nữa. Mày cút đi, Thủy Bi kể phân đoạn gay cấn nhất. Cách hành xử ngang ngược của cô bạn người mẫu khiến Thủy Bi không khỏi ớ hợ, và câu chuyện cũng khép lại từ đó. Thủy Bi cho biết, đến giờ phút này cô vẫn giữ chiếc USB chứa clip trích xuất camera an ninh quán bar sau nhiều năm. Nữ ca sĩ nghĩ biết đâu có lúc mình sẽ phải dùng đến, để chứng minh cho sự thật năm ấy. Thủy Bi cũng nói thêm, thời điểm sự việc vừa mới xảy ra, cô Trang nghi ngờ một cô gái trong nhóm ăn cắp tiền của mình, tuy nhiên đó lại là người Thủy Bi tin tưởng nhất. Nữ ca sĩ cảm thấy ăn năn vì đã từng nghi ngờ người ấy chỉ vì vài lời nói của cô người mẫu thị phi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.